21. Nếu như con có thể học hết tuyệt học của nhà Trần Gia, thì chúng ta lập tức mở một tiệm mới, đánh bại nhà hàng Trần Gia kia. Mở nhà hàng mới. Mẹ, mở nhà hàng cần tốn rất nhiều tiền. Huống hồ chúng ta mua tam đại tuyệt học, đến tiền mua đồ ăn cũng không còn. Mẹ lấy đâu ra tiền vậy? Mẹ là đang suy nghĩ cho con. Con có bản lĩnh như vậy, đừng chịu khổ trong nhà hàng Trần Gia nữa. Mẹ đang nghĩ, người bạn tên Tiêu Tiêu kia của con, nhà họ không phải cung cấp nguyên liệu cho Trần Gia đó sao? Mẹ, Tiêu Tiêu là bạn con. Chuyện nhà chúng ta, con không muốn kéo cô ấy vào. Mẹ thấy bọn họ nhiều người như thế đều đang giúp nhà Trần Gia bắt nạt con, nên nóng lòng thôi. Đã mấy ngày rồi, bố vẫn chưa tỉnh. Bác Trần sẽ không gục ngã thế này đâu. Bác ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Cô, cháu biết rồi. Chắc chắn ông ở đây một mình, không nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên ông mới không tìm thấy đường về nhà. Cháu quyết định rồi, hãy để cháu làm siêu anh hùng. Sau này, mỗi ngày tan học về, cháu sẽ đến đây với ông, kể chuyện cho ông nghe. Như vậy, ông sẽ tỉnh lại thôi. Méo tai một cái, 100 năm không đổi. Được. Ông nội, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cháu đều đến kể chuyện cho ông nghe. Ông tuyệt đối không được chê cháu nhiều chuyện đâu đấy. Bố, bất kể nhà hàng Trần Gia chúng ta có gặp khó khăn gì, chỉ cần Tiểu Hạ còn ở đây, con có lòng tin có thể chấn hưng được nhà hàng của chúng ta, để cho khách hàng có thể tiếp tục thưởng thức cảm giác no nê hạnh phúc. Bác Trần, cháu sẽ không phụ sự kỳ vọng của bác. Cháu sẽ cố hết sức để các anh em trong ngôi nhà này có thể sớm ngày đoàn viên. Tiểu Long vẫn nên giữ lại, tuy lợi nhuận thấp, nhưng khách hàng đều thích món này. Anh cũng nghĩ giống em. Vậy còn bánh gạch cua giòn thì sao? Nguyên liệu của món này rất khó chuẩn bị, vẫn nên xóa nó đi. Canh hoành thánh đương nhiên phải giữ lại. Những món khác có thể không cần, nhưng món này tuyệt đối không thể bỏ. Thế này đi, ngày mai em phụ trách mua nguyên liệu, anh ở phòng bếp chuẩn bị. Nhưng phía chỗ bố, anh nghĩ cháu phụ trách chăm sóc cho ông. Bởi vì cháu hứa với ông rồi, mỗi ngày tan học sẽ tới chỗ ông kể chuyện cho ông nghe. Cháu đã ngoéo tai rồi, sao có thể nói lời không giữ lời được chứ. Dương Quang, cháu lớn thật rồi. Anh, sao anh lại tới đây? Hôm nay anh tới để chào tạm biệt mọi người. Anh biết bây giờ anh nói đi, quả thật có chút không thích hợp. Nhưng anh thật sự có nguyên nhân, không thể không đi. Trước khi bố xảy ra chuyện, đã đưa cho anh một khoản tiền. Anh dùng nó để đầu tư cho một nhà xưởng ở Ấn Độ. Bây giờ đang đến giai đoạn quan trọng nhất. Anh không muốn để bố thất vọng. Anh hy vọng khi bố xuất diện, có thể nhìn thấy anh thành công. Thật sự xin lỗi. Phiền mọi người chăm sóc thay anh vậy. Khi nào thì anh bay? Ngày mai. Anh, em có thể hiểu được. Anh yên tâm đi đi. Ngôi nhà này để em và Tiểu Hạ chăm lo cho. Hạo Phong, cảm ơn em đã hiểu cho anh. Lần này anh nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Thank you.
Bố, con biết. Từ nhỏ trong lòng bố, con là một đứa lông ba lông bông. Trước giờ chưa từng nghe lời bố, luôn đối đầu với bố. Nhưng con vẫn chưa nói với bố. Thực ra từ nhỏ con đã rất sùng bái bố. Con luôn hy vọng mình có thể trở thành một người đàn ông giống như bố, có trách nhiệm, biết gánh vác, không từ bỏ mục tiêu, quan tâm chăm sóc tới mọi người. Nhưng con lại luôn không làm được tốt, khiến bố đau lòng. Con luôn đòi hỏi từ bố, làm như nhẹ nhàng, đòi tiền trong nhà, nhưng chưa từng báo đáp được gì. Thậm chí cả một câu cảm ơn cũng chưa từng nói ra. Nhưng con vẫn đang cố gắng. Trước giờ chưa từng từ bỏ. Khoản tiền lần trước bố đưa cho con đã nghe lời bố, không hề lãng phí. Con đã dùng nó để đầu tư ở nước ngoài. Lần này trong lòng con nắm chắc, tuyệt đối sẽ không thua, nhất định cũng không được thua. Bố, nhất định bố phải tỉnh lại, nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Con trai của bố chắc chắn sẽ không khiến bố thất vọng. Củ cải này không được tươi, 1.5 tệ cân được không? 1.5 tệ. Cô bán rẻ chút đi, cháu mua nhiều mà, cà chua, trứng gà, mỗi loại 5 cân. Xin mời dùng. Của ngài đây. Không ngờ nhà hàng Trần Gia lại bắt đầu mở cửa lại rồi. Đúng thế, tôi còn tưởng bác Trần gục rồi thì nhà hàng sẽ đóng cửa luôn chứ. Không đâu, chỉ cần còn có chúng tôi, nhà hàng Trần Gia sẽ luôn tiếp tục kinh doanh. Hoan nghênh các vị thường xuyên đến đây. Được được. Vẫn ổn chứ? Hôm nay bận rộn cả ngày rồi. Vẫn ổn. Em đi đóng cửa. Sao vậy Tiểu Hủy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, xin lỗi. Lần trước tôi gặp cô, tôi đã tát cô một cái. Tôi còn nói nhiều câu khó nghe như vậy. Bây giờ cô lại đối xử tốt với tôi như thế. Xin lỗi Tiểu Hạ, là do tôi quá ích kỷ rồi. Là chuyện đã qua rồi. Cô của lúc đó tình hình không tốt lắm. Tôi không trách cô. Bây giờ cô thế nào rồi? Nếu như cô còn coi tôi là bạn thì cô nói với tôi đi. Vì nhà hàng Tây, tôi đã từ chức công việc tổng biên tập. Nhưng mà bây giờ Hạo Phong cũng đi rồi. Nhà hàng Tây càng ngày càng khó khăn, sắp phá sản luôn rồi. Tiểu Tiểu Huệ,
tiểu hủy. Tiểu hủy, cô không sao chứ? Tiểu Hủy, cô ấy vẫn ổn chứ? Có thể là vì trước đây có quá nhiều chuyện, Tiểu Hủy đều một mình gánh chịu, nên bây giờ có chút không chống đỡ nổi. Hạo Phong, bây giờ Tiểu Hủy rất đáng thương, cũng rất sa sút. Em muốn giúp cô ấy. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Coi như là người nhà. Đó là phản ứng bình thường khi mang thai. Tôi kê cho cô ấy chút thuốc chống nôn là được. Bình thường mọi người phải chú ý hơn việc ăn uống, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Xin lỗi, phản ứng khi mang thai sao? Cô ấy có thai rồi. Cô là người nhà cô ấy, chẳng lẽ cô không biết sao? Có thai sao? Tiểu Hủy, sao cô có thai cũng không nói với tôi? Tôi không muốn nói. Tôi không muốn liên lụy Hạo Phong. Vậy sau này cô phải làm sao? Đứa trẻ là vô tội. Tôi không muốn tước bỏ quyền đến thế giới này của nó. Tôi muốn sinh nó ra. Thực ra, hôm qua tôi tới nhà hàng tìm cô là vì muốn tạm biệt mọi người. Tiểu Hạ, cảm ơn cô đã không tính toán chuyện trước đây mà chăm sóc tôi. Đợi sau khi tôi đi rồi, nhờ cô chăm sóc cho Hạo Phong. Tiểu Hủy, cô chưa từng trải qua. Cô không biết được một mình nuôi một đứa bé vất vả như thế nào đâu. Vì đứa bé này có vất vả hơn tôi cũng không sợ. Bởi vì nó là nhân chứng cho quá khứ của Hạo Phong và tôi. Cô đừng đi. Cô quay về Trần Gia với tôi đi. Vẫn là thôi đi. Lỡ như Hạo Phong biết được, tôi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Chuyện tình cảm để sau hãy nói. Cô vẫn nên suy nghĩ xem làm sao để đứa bé được bình an ra đời. Một mình cô lỡ như có chuyện gì, đứa bé bị sẻ mất thì phải làm sao? Nếu như cô nhất quyết muốn tôi ở lại Trần Gia, thì có thể đồng ý với tôi một việc được không? Cô nói đi. Chuyện đứa bé, cô tuyệt đối đừng nói cho Hạo Phong. Tôi không muốn cho anh ấy biết. Đồng ý với tôi đi. Chú Hạo Phong, tình địch của cô sao lại xuất hiện nữa rồi? Cô Tiểu Hủy chỉ là cơ thể không được khỏe nên tạm thời ở nhà chúng ta một thời gian. Dù gì cô ấy cũng là bạn của chú, cần gì phải vậy chứ? Khi chú thương hại người khác, chưa chắc người khác đã thương hại chú. Bạn nhỏ, đừng có nói bậy. Chuyện của người lớn, cháu không hiểu được đâu. Nhà hàng bây giờ xảy ra quá nhiều biến cố. Một mình Hạo Phong gánh vác chắc chắn rất cực khổ. Rốt cuộc mình có nên nói cho Hạo Phong biết việc Tiểu Hủy mang thai vào lúc này không?
Mấy ngày nay bận việc trong nhà hàng rồi trong nhà, chắc em mệt lắm nhỉ? Không vất vả chút nào. Em chỉ sợ không giúp được nhiều. Tiểu Hỷ, cô ấy đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn còn rất yếu. Em nghĩ để cô ấy ở lại nhà hàng Trần Gia thêm một thời gian. Được. Được. Bây giờ cô ấy không có nơi nào để đi. Để cô ấy bên ngoài một mình chịu khổ. Anh thật sự có chút không nỡ. Hảo Phong, anh thích trẻ con không? Thích chứ. Em nhìn Dương Quang đi. Anh đối xử với nó tốt thế nào? Đúng rồi. Anh cảm thấy nuôi dưỡng một đứa trẻ không chỉ là công việc của phụ nữ, mà cũng có trách nhiệm của một người đàn ông. Một người đàn ông công danh lợi lộc nên đặt phía sau. Quan trọng nhất là phải chăm sóc thật tốt cho người nhà của mình. Trên vai gánh vác một ngôi nhà ấm áp và có cảm giác an toàn. Như vậy mới là người đàn ông chân chính, đúng không? Tôi đã nói với Hạo Phong rồi. Anh ấy nói cô cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian. Cô cứ an tâm mà ở đây đi. Cảm ơn cô. Khách sáo gì chứ. Hôm nay cô đi nghỉ sớm đi. Cho nên giúp cô chính là giúp bản thân tôi. Mình nhất định phải giành lại được người đàn ông của mình. Dương, 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 đây là cái gì vậy? Số đồ ăn này cậu lấy trước đi. Sau này mỗi ngày tôi sẽ đem đồ ăn tươi mới tới. Tiêu Tiêu, cảm ơn cậu. Dương, 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 cậu thật sự rất hận nhà họ Trần sao? Trước khi mọi chuyện được làm rõ ràng, không thể nói tới hận hay không. Có điều bọn họ đối xử với mẹ tôi như vậy, tôi rất tức giận. Vậy cậu thật sự muốn cùng với mẹ cậu đánh đổ họ Trần sao? Cậu đang nói gì vậy? Hôm đó chị Tiểu Hạ tới tìm tôi, tôi đã không bán hàng cho chị ấy nữa. Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã không cung cấp hàng cho nhà hàng Trần Gia nữa. Ai kêu cậu làm như thế? Tôi không phải cố ý. Tôi cũng không muốn thành ra thế này. Rốt cuộc ai kêu cậu làm như thế? Là mẹ cậu. Bà ấy nói với tôi, nếu tôi không làm như vậy. Được rồi, chuyện này không liên quan tới cậu. Đây là ân oán giữa tôi và nhà họ Trần.
Mẹ, tại sao mẹ lại kéo những người không liên quan vào ân quán của chúng ta chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Mẹ đã làm gì sai sao? Mẹ, tại sao mẹ lại kêu Tiêu Tiêu ngừng cung cấp hàng cho nhà hàng Trần Gia? Đây là ân quán giữa chúng ta và bác cả. Đừng kéo Tiêu Tiêu vào vậy chứ. Tiêu Tiêu là bạn, cùng con lớn lên từ nhỏ. Con không muốn giữ ân quán nhà chúng ta mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa nhà họ Lâm và Trần Gia, làm Tiêu Tiêu khó xử. Con càng không muốn nhìn thấy, bởi vì chuyện của hai nhà chúng ta mà gây tổn thương gì cho cô ấy. Sao mẹ có thể tổn thương Tiêu Tiêu được chứ? Mẹ cảm thấy chúng ta mẹ quá con coi, lại không có tiền bạc gì. Tiêu Tiêu và con có quan hệ tốt như vậy, hơn nữa còn là bạn bè lớn lên cùng nhau, cho nên mới nhờ cô ấy giúp mẹ. Lập Dương, con là một người vô cùng coi trọng tình nghĩa, chuyện gì cũng đều nghĩ cho bạn bè. Mẹ cũng rất tán thưởng tính cách này của con. Nhưng nhà chúng ta quá nghèo, lại không có chỗ dựa nào. Nếu như muốn lật đổ Trần Toàn, đoạt lại nhà hàng Trần Gia, bắt buộc chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Tiêu. Mẹ, có lật đổ nhà họ Trần, đoạt lại nhà hàng Trần Gia hay không, đây là chuyện nhà chúng ta. Con không cần người ngoài nhúng tay vào. Dương Quang, Tiểu Hủy, ăn cơm thôi. Tiểu Hủy, làm gì vậy? Mau bỏ xuống, để tôi. Tiểu Hạ, cô xem, tôi đã ở nhà của mọi người rồi. Tôi không thể ăn không uống không được. Cô để tôi giúp cô làm chút việc đi. Như vậy, trong lòng tôi mới thoải mái. Bây giờ cô đang có con. Con nhỏ. Hơn nữa, sức khỏe của cô lại không tốt. Bác sĩ bảo cô không được làm quá nhiều việc, phải nghỉ ngơi nhiều vào. Không sao, cơ thể của tôi tự mình biết rõ. Nào, cô đừng làm nữa, lỡ làm động thai thì không hay đâu. Nghỉ ngơi đi. Hạo Phong nấu ăn xong rồi, cô xuống ăn cơm trước đi. Phần còn lại để tôi làm cho. Được. Tiểu Hủy, ăn cơm thôi. Ừ. Em không sao chứ, Tiểu Hủy? Em không sao. Gần đây em không được khỏe cho lắm, hay bị chóng mặt. Có cần tới bệnh viện kiểm tra lại không? Không cần. Hôm qua vừa mới đi rồi. Không cần phải ngày nào cũng đi đâu. Em nghỉ ngơi một chút là được. Anh không cần quá lo. Đây là canh sườn non hầm bắp anh nấu cho em. Gần đây em không khỏe, ăn nhiều những món này vào có thể bồi bổ cho cơ thể. Chú Hạo Phong, cháu và cô muốn ăn bánh ninh chú làm. Khi nào thì chú có thể... Tử Hủy, em đi xem sao. Tiểu Hạ, Tiểu Hủy rốt cuộc bị sao vậy? Vừa rồi khi cô ấy xuống lầu, suýt nữa thì bị ngất. Lúc ăn cơm thì đột nhiên muốn ói. Rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì vậy? Bác sĩ nói chỉ là cô ấy có chút yếu ớt, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc sáng anh thấy cô ấy đang phụ giúp giặt chăn ga. Tiểu Hạ, em giúp anh khuyên cô ấy, bảo cô ấy đừng làm nữa, nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Em khuyên rồi. Dáng vẻ bây giờ của cô ấy, anh thật sự rất lo. Trước đây việc gì cũng không phải làm, bây giờ đến đây thì việc gì cũng tự mình làm. Hạo Phong, Tiểu Hạ, nếu cô ấy có việc gì cần thì nói cho anh biết.
cô. Có phải cô đi chăm sóc cho cô kia không? Cô ấy không khỏe, cô đi xem như thế nào. Cái cô kia lần này tới có phải lại muốn tới với chú Hạo Phong hay không? Cô Tiểu Hủy chỉ là cơ thể không khỏe mới đến nhà chúng ta ở tạm, chứ không phải muốn giành chú Hạo Phong đâu. Đỡ hơn chút nào chưa? Bác sĩ nói rồi, phản ứng thời kỳ đầu đều như thế này. Đợi đứa bé lớn hơn chút, chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tiểu Hủy, chuyện có thai vẫn nên nói cho Hạo Phong đi. Anh ấy là người có trách nhiệm, tôi tin anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cô. Không được, tôi không thể dùng đứa bé này để trói buộc Hạo Phong được. Tôi cũng không để anh ấy phải chịu đựng lỗi lầm mà anh ấy không may phạm phải. Như vậy không công bằng với anh ấy, cũng không công bằng với cô. Hạo Phong là cha đứa trẻ, anh ấy có quyền được biết. Tiểu Hạ, cảm ơn ý tốt của cô. Nếu như cô nói cho Hạo Phong biết, tôi lập tức rời khỏi nhà họ Trần. Tiểu Hạ, cảm ơn cô đã làm nhiều như vậy cho tôi. Nhưng tôi hy vọng từ bây giờ trở đi, cô tuyệt đối đừng làm bất cứ việc gì cho tôi nữa. Tôi sợ tôi không trở nổi. Anh hai, Tiêu Tiêu, em tìm anh sao? Muộn vậy rồi, có chuyện gì thì gọi điện là được rồi, không cần phải tới tận đây thế này. Anh hai, sáng nay em tìm Dương 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 rồi, cậu ấy đã mắng em một trận. Sao thế? Anh hai, trước đây em không để các anh nhập hàng từ chỗ em, đều do em không đúng, em xin lỗi anh. Tiêu Tiêu, hai nhà chúng ta coi như quen biết nhiều đời. Nếu như thật sự em có chuyện gì, không cần phải giấu anh. Anh hai, thực ra em cũng có nỗi khổ của mình. Có nỗi khổ gì? Nói cho anh nghe, nói không chừng có thể anh giúp được gì đó. Có người không cho các anh nhập hàng từ chỗ em. Ai? Anh đừng quan tâm là ai. Tóm lại là Dương 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 không hy vọng em làm như vậy. Cậu ấy bảo em đừng xen vào. Xin chào, xin hỏi cô là người nhà của Trần Toàn đúng không? Đúng vậy. Chú Tề, chú tìm cháu. Tiểu Hạ, cháu phải chuẩn bị tâm lý trước đó. Nhìn vào tình hình trước mắt, tỷ lệ lão Trần có thể tỉnh lại là rất thấp. Tiểu Hạ,
Bình thường bệnh viện sẽ khuyên người nhà bệnh nhân từ bỏ trị liệu, nhưng chú tuyệt đối không từ bỏ. Chỉ cần lão Trần còn một hơi thở, chú nhất định dốc hết sức mình điều trị cho ông ấy. Nhưng lão Trần ở trong bệnh viện sẽ tốn một khoản chi phí rất lớn. Đối với gia đình mà nói, đây là một gánh nặng rất lớn. Cho nên chú kiến nghị đón ông ấy về nhà, có thể sẽ giúp được nhiều hơn so với ở lại trong bệnh viện. Hơn nữa trước đây lão Trần khám bệnh ở chỗ chú đã nói với chú là bệnh viện quá lạnh lẽo, ông ấy thích về nhà, đoàn tụ với người nhà. Cảm giác ấm áp vui vẻ đó có thể còn có hiệu quả hơn bất cứ điều trị nào. Chú cũng rất đồng ý với cách nghĩ này. Tiểu Hủy, sao em lại giặt đồ thế này? Em thấy chỗ đồ này chưa giặt nên giặt giúp cho anh luôn. Anh đang nấu cơm tối sao? Đúng vậy, em giúp anh nha. Không cần. Cơ thể em không khỏe, trong bếp mùi dầu mỡ nặng, em không thích hợp ở đây đâu. Không sao, cứ nằm mãi một chỗ cũng thành ra bệnh luôn ấy chứ. Có phải anh chơi tay nghề em không tốt, muốn đuổi em ra ngoài không? Sao có thể chứ? Anh định coi thường em. Em đã từng làm đầu bếp một thời gian đấy. Từ sau khi anh rời khỏi nhà hàng mơ ước, việc làm ăn của tụi em ngày càng khó khăn. Rất nhiều khách hàng đều phản ánh đồ của chúng em càng ngày càng khó ăn. Cho nên em đã đổi mấy người đầu bếp, nhưng cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ đành tự mình xuống bếp, dựa theo tay nghề của anh trong trí nhớ, bắt chước làm theo, từng chút một. Tuy rằng kéo lại được một vài người khách, nhưng cũng vô dụng. Mọi người vẫn thích tay nghề của anh. Cuối cùng lượng khách ngày càng ít, em cũng chỉ đành đóng cửa. Nhà hàng đóng cửa, vậy em vẫn ổn. Chỉ là bởi vì em từ chức công việc tổng biên tập rồi, công ty đầu tư cũng rút vốn, nên em đành lấy căn nhà của bố mẹ ra thế chấp để trả nợ, cộng thêm với tích lũy mấy năm nay và cả khoản tiền kinh doanh được của nhà hàng, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng mà vẫn rất khó khăn. Xin lỗi, lúc đầu tại sao em không nói với anh? Em chỉ là nghĩ tất cả mọi việc em tự mình gánh vác là được rồi. Đó đều là do quyết định của bản thân em. Hậu Phong, anh không cần phải lo. Tiểu Hủy, Hạo Phong, em không sao. Em đi lên trước đây. Tiểu Hạ, Tiểu Hủy không được thoải mái. Em đi lên coi cô ấy chút đi. Được. Không phải là có chuyện gì đấy chứ? Tiểu Hủy, cô đừng giấu nữa. Nói cho Hạo Phong biết đi. Không được, tuyệt đối không thể nói cho Hạo Phong biết được. Nếu như cô không dám nói cho Hạo Phong biết, tôi sẽ nói giúp cô. Tiểu Hạ, cho tôi một đêm để tôi suy nghĩ chút đã.
Trần, cháu phải làm thế nào đây? Phải làm sao đây? Đợi ngày nào đó bác ngã xuống, cháu cứ làm theo những gì bác viết trong thư. Khi các con đọc được bức thư này, chắc hẳn ta đã không còn nữa rồi. Các con tuyệt đối đừng buồn bã. Tuy ta đi rồi, nhưng ta đã rời đi rất vui vẻ. Bởi vì các con đều là những đứa con kiệt xuất. Ta tự hào về các con. Bức thư này giao cho tiểu hạ đưa tới, bởi vì ta cho rằng tiểu hạ đã là người nhà chúng ta. Cô ấy chính là con gái của ta. Điểm này chắc hẳn mọi người đều không có ý kiến gì. Tiền vốn lập nghiệp là món quà của Hạo Kiệt. Ta đã đưa cho nó rồi. Đây cũng là sự giúp đỡ cuối cùng của ta với nó. Hy vọng sau này có thể sớm ngày được ổn định, không cần phải dựa vào miệng lưỡi để kiếm sống nữa. Nhà hàng Trần gia ta giao lại cho Lập Dương, bởi vì ta lúc còn trẻ đã từng phạm phải lỗi lầm không thể bù đắp. Ta muốn để lại nhà hàng Trần gia cho Lập Dương, hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm mà ta từng phạm phải. Hậu Phong thừa kế tất cả tài nghệ nấu nướng của nhà hàng Trần gia và cả tinh thần của nhà hàng Trần gia. Đây chính là món quà ta để lại cho nó. Chỉ là ở đây ta còn một món quà quý giá nhất muốn tặng cho nó, đó chính là tự do. Hậu Phong đã hy sinh không ít vì nhà hàng, vì gia đình. Cho nên ta hy vọng sau khi ta đi, nó có thể thật sự lắng nghe quyết định trong lòng mình, đi con đường bản thân muốn đi. Sổ tiết kiệm này ta để lại cho tiểu hạ. Trong này là tất cả tiền công cháu làm được từ khi tới Trần gia tới bây giờ. Với khoản tiền này, cháu có thể tự tìm cho mình con đường mưu sinh, mở một sạp hàng. Ta tin tưởng năng lực của cháu, cũng hy vọng có thể nhìn thấy tài nghề kết hợp từ vị giác trời sinh và những gì học được từ Trần gia của cháu có thể giúp điểm tâm Trần gia được tỏa sáng hơn ở thành phố này. Nguyện vọng dành cho Dương Quang ta đã chuẩn bị rồi. Dương Quang, ông không hề thất hứa với cháu nhé. Cháu xem, mọi thứ đều ở đây, không thiếu món nào cả. Trong sổ tiết kiệm là tất cả học phí của Dương Quang tới khi 20 tuổi tốt nghiệp. Hy vọng nó có thể học hành chăm chỉ, sớm ngày thành tài. Đời này của ta ở nhà hàng Trần gia sống vô cùng đầy đủ, vô cùng hạnh phúc. Cho nên ta không hy vọng mấy đứa khóc vì ta. Ta hy vọng tới giây phút cuối cùng có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của tất cả mọi người. Nếu như anh nhớ không nhầm thì hôm nay hẳn là ngày Tiểu Hủy đi tái khám. Đợi lát nữa ăn sáng xong, phiền em đưa Tiểu Hủy tới bệnh viện một chuyến. Chuyện trong nhà cứ giao cho anh xử lý là được. Tiểu Hạ. Được, em sẽ gọi cô ấy xuống ăn. Tiểu Hủy, bữa sáng xong rồi, ra ăn đi. Hạo Phong, Tiểu Hủy đi rồi. Tiểu Hủy đi rồi. Cô ấy bây giờ sức khỏe không tốt, lại không có chỗ nào để đi. Cô ấy bây giờ rời khỏi đây, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hạo Phong, anh vội vàng như vậy, có phải đã biết Tiểu Hủy? Tiểu Hủy làm sao cơ? Cô ấy làm sao? Đã có thai đứa con của anh. Tiểu Hủy yêu anh, bởi vì yêu Hạo Phong nên mới không nỡ để anh đau khổ.
cho nên đã lựa chọn không phá hoại tình cảm của chúng ta, âm thầm rời đi. Một mình chăm sóc một đứa trẻ sẽ rất đau khổ. Tiểu Hủy vì anh đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, còn dùng hết tất cả tiền tích lũy mở ra nhà hàng ước mơ, lại một mình gánh vác tất cả trách nhiệm. Bây giờ cô ấy không có công việc, không có tiền tiết kiệm, không có nhà. Cô ấy chỉ có anh thôi. Anh không thể để cô ấy cô đơn một mình chăm sóc một đứa trẻ ở trong thành phố này được. Nếu như anh yêu em thì hãy chịu trách nhiệm, đừng để người yêu anh phải chịu tổn thương. Xin hỏi cô Đào Hồng Hủy có ở đây không? Xin hỏi cô Đào Hồng Hủy có tới tái khám không? Rồi, có tìm thấy không? Điều tại anh không tốt. Tiểu Hủy thì anh mà rời khỏi nhà, rồi lại vì anh mà mở nhà hàng, bây giờ còn mang thai đứa con của anh nữa. Em biết cô ấy ở đâu rồi?